ở trong cũng được. Nước lên cũng khá khá. Đó, có mấy đứa nhỏ nó ra ngồi câu có lý. Không có đứa nào câu hết. Câu cái me. Giữ con ơi, cho ngon ngon nè. Ông câu nhiều nhiều ơi, bán cho tôi mua. Tôi mua về tôi thả trong hầm mà. Và ông câu được ký mấy luôn á. Ở đây á hả? Trời. Có lý gì ta? Cái gì? Cha, có lý gì ta? Giật con cho đẹp coi. Chiều ở bên bờ sông nè, em bé ra câu cá nè, đó, mặt trời lặn xuống rồi đó. Giờ này chắc nó về ăn cơm hết trơn rồi, phải không? Có mọi gì vậy? Mà tép hả? Nghe nói mà câu được cả ký thấy mê ra. Xách câu ra câu nữa. Bữa nay không được hả? Bữa nay không ăn hả? Chắc hôm qua câu hết trơn rồi gì? Rồi bữa nay được con nào chưa? Có xin em cuộc đời sẽ nhớ nét quê hương nghìn năm vẫn là. Bạn nhít đi chụp hết chưa đâu mà câu hết trơn thì mấy cháu được ăn rồi. Được con cá mì viên. Tính đi chạy vô kia coi tụi nó có cá mì viên nó bật thật. Mua cái thả vô nằm. Cá mì viên thả vô mình nó lớn ra nằm mà.
Có con thì là con cá này của nó nha, đánh dấu nha. Sao không lấy? Ê, sao không lấy? Dạ. Cá này. Cá này mập lắm rồi. Hả? Nó trông như con mà tôi ăn. Ở hiện tại là phải có một chiếc gì nè. Đang đi đi đây đi đó dưới sông em. Dựng cái nữa coi. Đó. Dính không? Khoái rồi. Cá ăn lưa chia khoái rồi. Cái lỗ đó rất là êm á. Ở trong cũng được. Hôm sau này coi cái đồng hôm sau này nó ngập nước chưa. Nếu mà cái đồng nó ngập thì ở chỗ này khó người ta giăng lưới. Này đường bờ kinh cây me, thuộc ấp cây me luôn. Đồng bên đây cũng ngập nước rồi. Mà cũng mấy có người dân công để mà sáng tặng đồng. Khoảng 7-8 giờ tại khách thêm thì cũng có người dân câu cho này ở dân lý. Chỗ này thì chỗ dân lý rồi. Ở đây cũng nhái nhiều quá đó. Tối rồi chạy về. Ở đây thì đồng này tính ra coi có ai giăng lưới gì không. Không mà thấy không có ai giăng lưới hết. À, nước nó cũng rút rồi. Tới cầu cây me à.
kè cầu Cái Me em không? Làm lời coi cũng có lý lắm. Để dưới dạ cầu, dạ cầu cầu Cái Me. Hoa biển mà.